Dạ. Và em nghĩ trước hết thì chúng ta nên dạy bé Ngọc làm cách nào để tự bảo vệ bản thân mình. Đúng rồi. À, cái đó là cái câu chuyện mang tính lâu dài và cả mang tính phòng ngừa. Còn cái câu chuyện hiện thời, thực ra là chúng ta cũng cần phải có những cái giải pháp mang tính tình huống, mang tính tình thế trước mắt. Đó là việc mà mình lắng nghe câu chuyện từ nhiều phía, bằng một cái cách nào đó không cần biết nhưng phải bình tĩnh giống như bác Trung, và đi tìm kiếm thông tin này một cách rất là đầy đủ để chúng ta có toàn cảnh của câu chuyện. Chúng ta lắng nghe thông tin từ bé Ngọc, chúng ta tìm đi đến với giáo viên chủ nhiệm như một cái gọi là như một cái lực lượng mà ở đó mình gọi là đồng minh á. Thực ra là gia đình và nhà trường phải luôn song hành với nhau mà. Thế thì chúng ta tìm đến với giáo viên như một cái lực lượng hỗ trợ, tức là cùng một đội để giúp cho cái bầu không khí tâm lý trong lớp này nó tốt hơn, để nói chuyện với giáo viên rằng đó, bây giờ có một cái sự vụ như vậy. Thực vấn đề không phải là nạn nhân là con tôi, vấn đề là nạn nhân là con ai đi chăng nữa thì trong lớp của chúng ta cũng đang có bạo lực học đường. Cái đứa trẻ bạo lực học đường thì nó có những cái đặc trưng gì, thì chúng ta sẽ cố gắng thu thập thông tin để mình có toàn cảnh câu chuyện, và từ đó mình hỗ trợ giáo viên để đưa ra những cái răn đe phù hợp cho các con. Đó là cái câu chuyện trên cái vấn đề này, trên cái câu chuyện mà hai lần rồi bị quánh cùng một bạn nhỏ. Nhưng mà còn lâu dài thì sao? Con sẽ học lớp khác, con sẽ gặp nhiều bạn khác, con sẽ đến những nơi khác, thì chúng ta cần phải trang bị cho con mình những cái kỹ năng. Đầu tiên đó là chọn bạn mà chơi. Thực ra đây là một cái trải nghiệm đắt giá của bé Ngọc, để chúng ta từ đó rất thuyết phục khi nói với con rằng là nếu con chơi với bạn mà bạn không phải là một cái người bạn mà gọi là tích cực, đó, đây là những hậu quả mà con có thể bị đón nhận. Đầu tiên là ngay từ về mặt thể xác là đã thấy rồi. Đó, như vậy thì khi con kết bạn thì con phải chọn bạn mà chơi. Hai đó là con phải biết tìm kiếm cái sự giúp đỡ ở ngay tại cái nơi mà mình có mặt. Nếu như cái xu hướng bạo lực nó xảy ra và mình là nạn nhân bị tấn công, ở trong trường thì có ai có thể giúp con, mình liệt kê ra. Rồi ở bên ngoài thì ai có thể giúp con, mình liệt kê ra. Rồi kế tiếp đó là những cái hành vi mà con thể hiện cái sự chống trả để tự đảm bảo an toàn cho mình. La to, rồi chạy đến nơi đông người. Và đặc biệt một điều đó là ví dụ như có đi đâu, đi với ai, thì chúng ta đã phải dự báo trước rằng là cái nơi mình tới và cái người mình đi cùng có thể tạo ra nguy hiểm cho mình hay không. Đó là những cái nội dung rất là căn bản để chúng ta có thể giáo dục con mình một cách từ từ, để con có thể thực sự được an toàn trong nhiều bối cảnh mà không có ba mẹ bên cạnh. Dạ. Và ở đây bối cảnh mà bé Ngọc bị bắt nạt đó chính là trường học. Ừ. Vậy thì chúng ta nên nhắc nhở phía giáo viên như thế nào để họ có thể tiếp thu và lưu ý riêng với trường hợp bé Ngọc cũng như là với tất cả những bé khác nữa? Ừ, rất là cảm ơn Minh Ngọc với câu hỏi này. Đó là lý do mà mình nói là cả gia đình, cả một đại gia đình của bà Thủy và ông Trung phải cực kỳ bình tĩnh để gặp giáo viên. Bởi vì khi chúng ta bình tĩnh để chúng ta gặp giáo viên á, thì giáo viên mới có thể tiếp nhận được cái thiện ý của chúng ta một cách đầy đủ nhất. Và từ đó chúng ta sẽ có hai cái gọi là hai cái hành động, hai cái việc cần phải làm. Việc đầu tiên là xử lý trên cái sự vụ cụ thể này đã. Việc thứ hai đó là gì? Đó là đưa ra những cái phòng ngừa. Đưa ra những cái phòng ngừa, và giáo viên cùng với rất là nhiều những đồng nghiệp của mình ở trong trường sẽ phải lưu ý đến vấn nạn về bạo lực học đường. Ở đó mình có thể lan tỏa cái thông điệp này đến những cái phụ huynh còn lại nữa. Gia đình, nhà trường phải luôn rất là song hành với nhau. Và khi mà mình bình tĩnh, mình tìm đến với giáo viên, thì rõ ràng là sau khi xử lý xong cái câu chuyện của con mình rồi, thì họ vẫn rất là vui lòng để cùng với mình thiết lập một cái bầu không khí tâm lý tích cực hơn cho học sinh của cả lớp và rộng hơn là của cả trường, để tất cả các con đều được an toàn. Dạ. Và hơn hết đó chính là chúng ta phải trò chuyện với phía phụ huynh gia đình bên kia. Đúng để rồi. Có những phương thức phù hợp để dạy lại bé, để bé đừng bắt nạt những bạn khác nữa. Chính xác, và đó là lý do mà như tôi đã nói là chúng ta hãy trao đổi với giáo viên một cách rất là chừng mực và đầy đủ, để xem là cái đặc trưng tiểu sử của cái anh này, của cái bạn nhỏ này nè, là như thế nào. Bởi vì biết đâu chừng cái gọi là cái cội rễ của câu chuyện bạo lực học đường nó lại đi từ trong gia đình mà ra, khi con cũng là nạn nhân của một cái gia đình mà chưa có cái phương thức giáo dục phù hợp. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ tâm lý Tô Nha đã cho quý vị khán giả một cái nhìn tổng quan và đầy đủ về chủ đề này, để qua đó chúng ta có những cách thức giúp con mình tự bảo vệ bản thân. Giờ đây Minh Ngọc xin hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những số phát sóng tiếp theo vào lúc 16:40 thứ 2, thứ 3, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Minh Ngọc và thạc sĩ tâm lý Tô Nha xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả của chương trình Bí kíp hạnh phúc.